lên chi? Nó lớn lên. Xin chào các bạn cô chú. Hello cô chú anh chị ơi, cả nhà Kim hôm nay đang ở Liverpool hả mọi người, vừa tới đến chỗ gửi xe luôn. Ba chị đã đi trả tiền phí gửi xe rồi. Hôm nay sẽ đi vô trong trung tâm Liverpool để mua một ít nồi chảo hả cô chú anh chị. Mấy cái nồi chảo cũ quá không có nấu bếp điện được, Kim đã cho các chị hàng xóm rồi. Bây giờ Kim sẽ đi mua đồ mới xong rồi sau đó sẽ đi ăn trong cái nhà hàng steak, nhà hàng thịt bò. Hôm bữa mà cái đợt sinh nhật của Tony đó, bạn Tony tặng cái voucher trong cái nhà hàng này nè, 50 bảng Anh mà chưa có đi hả cô chú anh chị. Cuối tuần ở trong trung tâm lúc nào cũng bận rộn hết cô chú anh chị, đông đúc. Mà hôm nay trời không có nắng mà gió cô chú anh chị, gió mạnh cho nên là lạnh. Thấy dự báo thời tiết là hôm nay mưa đó mọi người. Kitchen's on the ground floor, so you go keep. Bán ở đây có bán quần áo, giày dép, rồi đồ dùng nhà bếp, đồ dùng gia đình, đủ thứ hết trơn đó mọi người, cái gì cũng có hết. Ở trong đây cũng bán những cái thương hiệu nổi tiếng nè, quần áo thương hiệu nổi tiếng, giày dép vậy đó, nhưng mà không phải là thuộc cái tầm trung thế của chú anh chị, chứ không phải là thuộc cái giới mà cao nữa, tầm trung thôi, đồ hiệu tầm trung đó mọi người. Cá sấu nè, cái ly kêu xịt này nè cô chú anh chị, cái ly kêu xịt này rất là mắc tiền mọi người. Một cái đồ xay tiêu này nè, 38 đồng ha, 38 đồng là khoảng bao nhiêu ta, một triệu triệu mấy gì đó. Đây nguyên cái bộ màu đẹp cho cô chú anh chị, màu xanh nè, màu xanh giống cái màu sơn nhà Kim luôn, đẹp quá. Cái lì kêu dịch này cũng có cái chảo chống dính nè cô chú anh chị. Chảo nhỏ nhất là 119 bảng ha, và khoảng 3 triệu 6 ha mọi người, 3 triệu 6 cái chảo nhỏ nè. Cái nồi cái chảo này có thể cái tay cầm nè cô chú anh chị, có thể điều chỉnh tay cầm được nè mọi người. Joseph, cái này là cũng là một cái thương hiệu nổi tiếng thôi chứ anh chị, cũng tốt ha. Giống như cái chảo nhỏ này nè, 156 bảng Anh là khoảng 4 triệu rưỡi ha cô chú anh chị, hơn 4 triệu rưỡi đó. Muốn kiếm một bức tranh để treo trên trong nhà nè cô chú anh chị. Gương, cái gương này giống cái song cửa ha, cũng đẹp ha mọi người. Kim lại mua một bức tranh những ngôi nhà này cô chú anh chị. Kim thích những ngôi nhà dữ lắm mọi người. Trong đây có những cái bình hoa nè, trắng xanh. Có cái gói này Kim thích lắm. Cái gói này cô chú anh chị, cái này giống như là chỉ thiêu hết mọi người. Gói này để sofa đẹp nè cô chú anh chị, màu xanh nè, màu xanh đẹp ha. Cái gói này là 25 bảng Anh cô chú anh chị, 750 ngàn cái gói xinh dễ thương. Cái màu xanh đẹp quá. Trên đây có rất là nhiều gói luôn cô chú anh chị, rất là nhiều gói để trang trí, để sofa nè. Họa tiết màu đẹp lắm, nhiều lắm mọi người. Nhà Kim rất là nhiều gói luôn rồi, bây giờ mua là phải mua, không thể nào mua một cái được. Mình phải mua nhiều cái để mình đổi á, phải mua hai cái tại vì có hai cái sofa ha.
Một cái bức tranh này rất là đơn giản luôn cô chú anh chị. Một cái bức tranh này nè, vẽ cái màu xanh này rất là đơn giản luôn. 100 bản anh 3 triệu vậy đó mọi người. Vậy thôi đó. Thì cả nhà Kim đi ăn đây cô chú anh chị ơi. Đặt bàn nhà hàng lúc 1 giờ ha. Tại vì người ta chỉ có giờ trống là 1 giờ hoặc là 3 giờ chiều thôi. Mà 3 giờ chiều ăn xong thì về tối quá. Tại hai anh của Chi tối nay đến đó. Cho nên là đặt bàn lúc 1 giờ trưa, ăn trưa luôn hả cô chú anh chị. Trời mưa bay bay rồi cô chú anh chị. Ở đây là đi thẳng lên bờ sông nè. Ra bờ sông rồi đó là cái quảng trường rồi đó ha. This one. À, ok. Đây tới nhà hàng rồi, bên mé tay phải nè cô chú anh chị. Người ta dọn bàn ghế đâu quá chừng mà gió. Gió ơi là gió mà mưa lạnh kiểu này đâu phải mà ngồi bên ngoài đâu. Cái nhà hàng này đó chú anh chị. How to say? Hawks. Hawks Mall. Đây là hàng stack hả cô chú anh chị? Ôi chị leo núi. Lên là hotel anh đi. Đi đây hotel. Ờ giống như khách sạn gì đâu á. Đây nè, vô một cái cổng rất là xa, ngoài đây có chỗ. Có chỗ đợi. Có quầy tiếp tân nè. Nhà hàng mà giống như một khách sạn hả cô chú anh chị? Giờ đây giống như là một cái rất là yên lặng hả mọi người. Chị nhìn mẹ nè. Hello. Chị. Em chắc không đặt. Em chưa. Hôm nay cheers. 1, 2, 3, yo. Hôm nay có bánh mì. Bánh mì chấm với dầu ô liu. What's inside hôm nay? Olive oil. Olive oil and what's the black powder? Balsamic olive oil. Balsamic. Oh, balsamic. Balsamic olive oil. Okay. Right, and what you do is, you take your bread. Yeah. Right. Dip inside. And dip it inside and mix it all up, right? Daddy, which one is salt? Say that, look. Daddy, which one is salt? Mm. Good. Daddy, which one is salt? Just a minute. Cái bánh mì này nè cô chú anh chị, trong cái ruộng đó, nó giống như bánh bò vậy đó mọi người. Nó mà ẩm ẩm hen mà nó mềm, nó dày mà nó ướt ướt á. Nó mềm giống như bánh bò vậy đó. Chấm với cái nước sốt này nè. Too good. Cái nước sốt này nó chua chua ngọt ngọt và nó có cái độ béo của dầu ô liu hết cô chú anh chị. That's the salt baby. You don't need a lot. They're good quality then. They last you a lifetime then. Oh, the oil's good. Oh, honey thai. Too good. Honey, too good na. Ngon quá. Ngon quá. Em Chi nè, em Chi làm gì em Chi? Em Chi dặn tiêu nhiều hồi em cay đó nha em Chi nha. Em Chi muối nhiều là mặn nha con nha. Chị biết không? Look, like that. I'll stand up. You don't need pepper. Okay, that's enough. Honey. Hey, you want me to get a piece for you? Yes. Mommy's gonna help you cut it thì up. Kim có là 650 gram cái sườn bò nướng cho đứa chị. Salad. Daddy, mommy's gonna have to cut khoai that for you, baby. Khoai tây chiên với lại khoai tây nghiền nữa cô chú anh chị. Cái phần của Kim nè cô chú anh chị. Xin mời mọi người ha. Kim có xà lách nè, khoai tây chiên, thịt bò. Cái này là Kim ăn ở ngoài cái phía cạnh nó hơi trái cạnh ha cô chú anh chị. Đây.
Dạ chuẩn bị ra xe đi về nè ông bà cô chú ơi. Đi về tay xách nách mang nồi chảo đồ tùm lum hết trơn. Kim mua 2 cái nồi 3 cái chảo. Bà chị ra được không? Trời gió lạnh cô chú anh chị. Đây. Nó đua ông bày kìa con nè. Tôi đi mặc mấy cái áo khoác là cô chú anh chị biết đó lạnh rồi đó. Hello cô chú. Hello cô chú anh chị ha, Kim đã về đến nhà rồi mọi người. Là tổng cộng là mua một cái chảo, 2 cái chảo, một cái nồi này ha. Với một cái nồi này nữa nè. Cái nồi này nó lỡ lỡ giống như là vừa nồi vừa chảo luôn đó cô chú anh chị. Thì Kim sẽ khui ra, lúc nãy Kim đã khui rồi, Kim mới khui xong rồi Kim mới sực nhớ lại là để Kim quay cho cô chú anh chị xem ha. Cái nồi này là Kim mua của Ninja nè cô chú anh chị. Cái Ninja là Kim, do Kim mua cái nồi cơm điện nhà Kim Ninja đó, Kim xài mấy năm nay Kim thấy tốt quá cho nên là Kim mua. Đây là mọi người. Cái này nó là cast iron luôn đó, cast iron gì đó. Là chống dính hết cô chú anh chị, xài được tất cả các loại bếp luôn. Nó rất là nặng mọi người, rồi dày nữa. Phía bên ngoài nó cũng là cát nè. Rồi nó giống như là nó nhám nhám nó cát cô chú anh chị chứ không phải mà cái loại bóng ha. Loại bóng thì Kim xài nhiều khi nó trầy đó. Cái này thì nó cũng chống trầy nó đỡ hơn nè mọi người. Cái nồi gọn, cái này để nấu canh hoặc là luộc rau gì đó. Đây ha, gọn ha. Cái này là cái chảo nhỏ để dành chiên trứng nè cô chú anh chị. Cái này cũng rất là dày luôn. Và cũng nó giống như là cát cát đó cô chú anh chị. Không phải là láng không phải cái loại chống dính mà láng o, cái này cũng chống dính nhưng mà nó cát cát nó nhám nhám á. Chiên trứng hay là chiên bánh rán thì cũng được. Cái chảo to này nè cô chú anh chị, cái chảo này là sản xuất tại Anh. Sản xuất ở Liverpool luôn, có nhà máy sản xuất ở Liverpool nha mấy chú anh chị. Cái này cũng có 5 lớp luôn. 5 lớp chống dính đó mọi người. Kim mua cái chảo to này nè là để Kim làm cơm chiên á. Kim cơm chiên hay mì xào gì đó. Đây nè cô chú anh chị, bên trong nó không phải là láng mịn ha. Mà nó cũng nhám nhám thì nó có những cái gân này nè. Để đó một chút Kim sẽ rửa. Cái chảo nhưng mà có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng rất là dài luôn. Ba chị mua thêm cái này nữa. Đây là của Ninja nè cô chú anh chị. Tôi mua của 3-4 thương hiệu luôn. Lý do là Kim không biết cái nào nó xài tốt á, cho nên là chỉ thấy người ta giới thiệu ở trong cửa hàng á thì nó tốt vậy, nhưng mà mình không biết là loại nào tốt, cho nên là mình mua thử, mình xài mỗi cái thương hiệu một cái ha, xem như thế nào sau này mình mua tiếp. Đây là cô chú anh chị cái chảo của Ninja nè. Cái chảo này có thể chiên bánh xèo hay là chiên cá, chiên cái gì cũng được, hay là có thể nấu luôn cũng được nữa nè. Tại vì nó thẳng lên như vậy nè, mình chiên nó chống dính đó mọi người, với lại nó chống bị văng dầu đó. Đây, có thể nấu luôn. Nó rất là dày cô chú anh chị, rất là dày và nó nhám nhám nè. Có cái nắp luôn. Cái tay cầm rất là chắc chắn. Đây, cái tay cầm này rất là chắc chắn nè mọi người. Chút Kim sẽ rửa hết. Cái nồi này là mắc nhất của chú anh chị. Cái nồi này có 20cm thôi, 225 bảng Anh. Và khoảng bao nhiêu ta?
6 triệu 7, 6 triệu 8 rồi đó ha. Cái là li closet này nè, màu xanh, hôm nay cũng chọn màu xanh. Lúc trước Kim có hai cái màu đỏ rồi, nay cũng chọn màu xanh. Tại cái nhà Kim giờ này Kim làm màu xanh đó, cho nên là Kim chọn màu xanh. Cái thương hiệu này là của Pháp, của chú chị rất là nổi tiếng của Pháp luôn, sản xuất tại Pháp, mọi người mời của Pháp và nổi tiếng. Mỗi một cái nồi một cái chảo là đều là đóng một cái gói như vậy đó cô chú anh chị, đóng một cái hộp in thương hiệu nè. Cái nắp này bằng vàng luôn nè cô chú anh chị, nó có màu vàng gold, nó đẹp chưa, màu xanh. Cái nồi này nhỏ thôi, cái nồi này chỉ có 20cm thôi cô chú anh chị. Cái nồi nhà Kim ở nhà Kim có một cái nồi kia hình như là hai mấy, mấy 30cm gì đó. Kim mở ra Kim rửa hết. Cái này là cô chú anh chị, cái nồi này có thể sử dụng bếp ga, bếp điện, để vô lò nướng luôn mọi người. Bưng nguyên cái này để lò nướng cũng được nè, hoặc là nướng bánh mì, để bọc ra nướng bánh mì cũng được ha. Rất là tiện luôn, làm được để vô lò nướng luôn như vậy đó. Nhưng mà cái anh bán nồi đó, anh nói là ở nhà mà có ai có nồi này đó, là lưu ý ha, khi mà mình để vô lò nướng hoặc là mình nấu nó nóng á, thì mình không nên, nhiều người là ta muốn làm nguội cái nồi, tại vì cái nồi này nó rất là nóng. Làm nguội cái nồi khi mà mình rất là nóng vậy, cái mình xả nước vô, xả nước lạnh vô cho nó nhanh nguội là sẽ bị, nhiều khi nó bị nứt, nó sốc nhiệt. Cái anh đó anh nói là cứ để cho nó từ từ, nấu xong cứ để từ từ cho nó nguội, không cần phải gấp ha. Nên là mỗi một cái nồi có đóng một cái hộp và một cuốn sách hướng dẫn. Kim rất là thích cái nồi này, nhưng mà điều biết chưa, nó rất là nặng. Phải bưng hai tay, bưng một tay là không nổi luôn đó cô chú anh chị. Đây, nó Kim có cái nồi, cái nồi Kim thích rồi đó, cái màu xanh. Cái này là cái màu mới ha cô chú anh chị, màu mới nè. Bây giờ Kim sẽ rửa hết, rửa lau khô. Kim đã rửa xong hết rồi nè mọi người, hết cái đống này. Nhưng mà bây giờ Kim sẽ để đây, mở cửa sổ ra cho nó ráo bớt ha cô chú anh chị. Giờ Kim quá mệt rồi, Kim chưa có lau đâu, để chút xíu nó đi rồi Kim sẽ xuống dọn sau. Hai anh của Chi đến chơi rồi ha. Kim có làm ba dĩa trái cây cho ba anh em của Chi nè, có táo, Kim cắt nhỏ nhỏ ra cho mấy bé dễ ăn rồi, táo, cam, xoài với dâu tây ha cô chú anh chị. Nó ăn. Còn của Kim nè, Kim có trái ổi, hôm qua Kim mua ổi ha, với cốc cho mấy bé, xong rồi Kim sẽ xuống Kim gọt cái đó cho Kim. Wait, but I'm still gonna do it like a lot more time. Just four more because it's so fun. Meh. Are we?